Theo số liệu của Bộ Công Thương, quý 1 năm 2020, một số mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam như rau quả, cao su, sắn, hạt tiêu, cà phê, chè đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có mặt hàng cao su có mức giảm mạnh nhất tới hơn 26%. Tuy nhiên, trong quý 1, xuất khẩu gạo và hạt điều tăng cả lượng và giá trị khi kim ngạch xuất khẩu gạo đạt 653 triệu đô la Mỹ, tăng 7,9%, hạt điều đạt 644 triệu đô la Mỹ, tăng 0,8%. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhu cầu nhập khẩu nông sản vào Trung Quốc, đặc biệt là các nhóm hàng thực phẩm đã tăng trở lại. Trung Quốc hiện đang có chính sách giảm thuế 80 mặt hàng thực phẩm trong tổng số trên 800 mặt hàng để thúc đẩy nhập khẩu đáp ứng nhu cầu trong nước. Ngoài ra, với một số thị trường khác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự đoán theo mức độ tác động của dịch bệnh hiện tại, EU và Mỹ có thể mất trên 3 tháng để khống chế. Do đó đến tháng 6, tháng 7 năm nay, nhập khẩu nông sản của hai thị trường này mới có thể kích hoạt phục hồi lại bình thường. Còn đối với thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, hoạt động nhập khẩu nông sản sẽ quay trở lại vào tháng 6, tuy nhiên mức tăng có thể sẽ không nhiều. Như vậy, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để đạt mục tiêu xuất khẩu 42 tỷ đô la Mỹ hàng nông sản trong năm nay là thách thức rất lớn, cần có những giải pháp toàn diện trước mắt và lâu dài. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc phải đạt 10%, thị trường ASEAN 9%, thị trường khác cũng phải tăng 9% để bù đắp cho sự sụt giảm của thị trường Mỹ và EU.